Rừng cây đang xanh lá, chúng ta đến rồi chúng ta tiêu diệt sự sống của cây. Chúng ta đốn phá, chúng ta chặt bỏ, chúng ta không yêu thương cây rừng. Chúng ta làm cho rừng cây tự nhiên nó chết khô, chết đứng, rồi làm sao nghe cây nó hát được. Ở đây cô Phật tử, chú Phật tử nào đứng kế cái chậu hoa mà nghe hoa hát đâu, giơ tay lên coi. Đứng kế hoa mà nghe hoa hát, ra ngoài đồng nhìn thấy cọng cỏ, nghe cỏ nó hát. Nhìn dòng sông, nghe dòng sông hát. Nhìn trăng, cũng thấy trăng đang hát. Nhìn hạt cát, biết hạt cát đang hát nữa. Thì như vậy quý Phật tử mới có thể tìm lại trong tâm của mình cái nốt nhạc thiêng liêng đó. Bây giờ thầy nói cho quý Phật tử nghe cái nốt nhạc thiêng liêng đó, nó không ở đâu xa hết đó. Nó là nốt nhạc Phật đó. Chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý rồi, sáu nốt nhạc của chúng ta, và chúng ta cộng thêm nốt nhạc thứ bảy là nốt nhạc Phật, thì đó là nốt nhạc mà chúng ta đã đánh mất từ lâu. Mà nốt nhạc Phật là gì? Là nốt nhạc của yêu thương. Chúng ta yêu thương mọi người, chúng ta gần gũi mọi người, chúng ta hoan hỷ, chúng ta tha thứ cho mọi người, thì quý Phật tử sẽ cảm thấy rằng cái nốt nhạc yêu thương đó, nó càng ngày nó càng làm cho cái nhạc lòng của quý Phật tử trỗi dậy. Thấy không? Cái nhạc lòng nó trỗi dậy rồi thì quý Phật tử sẽ gần gũi với nhau, à nhìn nhau ai cũng thấy dễ thương hết á. Không? Còn bây giờ mất cái nốt nhạc yêu thương đó rồi, mất nốt nhạc Phật đó rồi, nhìn nhau một hồi là thấy ghét liền à. Mới gặp nhau thì cảm thấy rằng là tốt, nhưng mà sống với nhau lâu ngày, nhìn nhau lâu ngày rồi mới phát hiện ra xấu. Phải không? Ở trong đây đó là Phật thất thứ bốn mấy năm mấy rồi mà cũng chưa có gì tốt hết. Người ta tu càng ngày đó nó càng tốt, tu hoài sao thấy không tốt mà nó xấu hoài không biết nữa. Không? Thôi đạo tràng lần sau, Phật thất lần sau đừng có bao giờ để nó giao nhau bằng sáu cái nốt nhạc phàm phu nữa. Sáu nốt nhạc đó nó giao thoa với nhau, nó phát ra những âm thanh nó oán hờn, phát ra những âm thanh nó cục mịch, phát ra những âm thanh nó không có vui vẻ miếng nào hết. Một người phát đụng với người kia phát đụng người nọ phát, cái bắt đầu nội quy đây không cho nói chuyện mà sùm. Nội quy không cho nói chuyện mà lại sùm hoài. Cho nên chúng ta hãy dùng nốt nhạc của Phật mà giao thoa với nhau. Bởi vì nốt nhạc của Phật là gì? Là yêu thương, là thanh tịnh. Chúng ta dùng cái tâm tịnh của mình giao thoa với tâm tịnh của bạn mình. Tịnh với tịnh giao thoa với nhau. Thì một người tịnh giao thoa với một người tịnh thì nó sẽ làm cho một đạo tràng thanh tịnh. Chúng ta hãy hát lên một khúc nhạc thanh tịnh nghe nó hay hơn. Hát chi khúc nhạc tùm lum vậy, nó mệt muốn chết. Đúng không? Cho nên quý Phật tử phải làm sao, như là cái chú Phật tử vừa tác bạch thỉnh thầy lên đó, quý Phật tử, chú Phật tử đó nói rằng là tất cả chúng con sống trong một cái âm thanh nó hỗn mang, sống trong một âm thanh nó hỗn hợp quá. Cho nên chúng con mất phương hướng. Thì đúng rồi, tất cả chúng ta đang sống trong vô lượng âm thanh mà nó bắt nguồn từ sáu âm thanh gốc của mình là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý đó. Cho nên cái âm thanh gốc đó nó làm cho chúng ta đau khổ. Phải không? Con mắt của chúng ta mà phát ra cái nốt nhạc của con mắt đó ha, mà không phải là con mắt Phật đó. Phải không? Con mắt của mình mà nhìn bằng con mắt của phàm phu đó thì thôi một hồi là con mắt nó xéo xẹo. Không nhìn ngay, không bao giờ ngó thẳng. Nhìn xuống, nhìn liếc, nhìn sao ngộ lắm. Nhìn mà người ta biết là bà này bà nhìn không có thân thiện liền vậy đó. Chúng ta phát chi con mắt của mình thành một cái nốt nhạc nó không hay vậy. Thấy không? Chúng ta phải làm sao con mắt của mình nó đẹp tuyệt vời. Con mắt của mình đẹp, mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp hết đó. Thấy không? Con mắt của mình đẹp rồi mình nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình nó giống như con mắt Phật vậy đó. Ví dụ mình bước ra ngoài sân, mình nhìn thấy giọt sương nó toàn ten trên nhành cây. Mình nhìn thấy là một giọt sương mong manh, long lanh trước đầu cành, trong xanh như mắt Phật ôm ấp dạng hồn quanh. Mình bước ra mình thấy cái giọt sương trên cái nhánh cây là mình thấy cái giọt sương nó giống con mắt của Phật rồi. Không? Vì mắt của mình Phật cho nên mình nhìn thấy cái giọt sương nó cũng như mắt của Phật. Không? Một giọt sương mong manh long lanh trước đầu cành, trong xanh như mắt Phật ôm ấp vạn hồn quanh. Mình thấy cái giọt sương nó ôm ấp vạn hồn quanh. Không?
thì dùng con mắt đó đó bằng cái nốt nhạc Phật, cái nốt nhạc yêu thương, thì tất cả chúng ta cảm thấy rằng là nó sẽ yêu thương tất cả. Có một tâm hồn yêu thương như vậy, có một nốt nhạc yêu thương như thế thì quý Phật tử mới có thể nghe được các nó hát. Có cô Phật tử nào đi ra ngoài bãi biển rồi cái ngồi dọc cát mà thấy cát nó hát không? Có không, hay là gom gom cát rồi chọi nhau chơi thôi, cát nó hát hay lắm đó. Không chừng nào quý Phật tử lắng nghe và thấy được trong cát nó có một cái gì đó, nó có sức sống kìa. Chứ còn mình nhìn thấy cát nó cứ vô tri mãi mãi hoài thì làm sao chúng ta có thể lắng nghe được cát hát, làm sao chúng ta sống bằng cái nốt nhạc thiêng liêng của mình được. Nếu mà người Phật tử nào sống bằng cái nốt nhạc yêu thương của mình rồi thì cõi Ta Bà này lần lần sẽ biến thành cõi Tây Phương Cực Lạc liền đó. Tại vì cát nó cũng hát nữa, phải không? Cát bé bỏng tung tăng cười cùng nắng, cát âm thầm sâu lắng khóc cùng mưa. Cát cũng biết cười biết khóc vậy. Tận miền sâu hạt cát thuở xa xưa, luôn chứa đựng luôn đông đưa hồn nhạc. Mình nhìn thấy trong cái sâu của hạt cát đó là cả một thế giới ở trong đó, mà trong thế giới đó luôn chứa đựng luôn đông đưa hồn nhạc. Quý Phật tử thấy là cát cũng vẫn hát như thường. Chúng ta thấy cát hát rồi, chúng ta sẽ thấy biển nó cũng hát nữa. Quý Phật tử đừng bao giờ để cho biển luôn luôn lúc nào cũng bị rác rưởi của mình, bị chất thải của mình, nó làm cho biển nó chết ngộp đi, biển không còn thở được nữa. Thải chất độc xuống làm cho san hô chết, làm cho tất cả những cái loài hải tộc, thủy tộc ở trong biển cũng chết. Tức là chúng ta đã tiêu diệt tiếng hát của biển rồi. Làm sao mà chúng ta có thể làm cho biển sống được? Làm sao cho biển phát được hào quang? Làm sao biển cùng chúng ta niệm Phật được? Đúng không? Nếu một ngày nào đó mà quý Phật tử đứng trên bãi cát, mà quý Phật tử thấy là tận miền sâu của hạt cát thổ xa xưa đó luôn chứa đựng luôn đông đưa hồn nhạc đó, thì quý Phật tử sẽ thấy rằng biển mênh mông nâng phím, sóng cuồn cuộn lời ca. Trong tận cùng sâu thẳm, nguyên thể chẳng phôi pha, từng giọt nước ôm ấp dạng trùng sa, lặn vào sâu thẳm ấy, nghe biển hát trong ta. Không? Tức là chúng ta làm sao mà chúng ta thấy từng giọt nước đó mà ôm ấp cả dạng trùng sa, rồi tận cùng sâu thẳm ấy, lặn vào sâu thẳm ấy, nghe biển hát trong ta. Biển đang hát, biển đang hát bài thánh ca niệm Phật. Mây đang trôi khiêu vũ điệu chơn thường, tình yêu hỡi hát lên lời bất tận, thâu ngàn trùng trong nốt nhạc yêu thương. Trong cái nốt nhạc yêu thương đó, tự nhiên chúng ta đứng ở ngoài biển rồi chúng ta nghe biển hát rõ ràng. Biển thì nâng phím, còn sóng thì cuồn cuộn lời ca. Và chúng ta mới lắng nghe được biển đang hát bài thánh ca niệm Phật. Mây đang trôi mới khiêu vũ điệu chơn thường, tình yêu hỡi hát lên lời bất tận, thâu ngàn trùng trong nốt nhạc yêu thương. Có như thế thì quý Phật tử mới có thể biến cõi Ta Bà này thành Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta mới là cảm thấy rằng chúng ta mới có thể biến chúng ta thành một Bồ Tát chúng. Nếu mà chúng ta không nghe biển hát được thì chúng ta mãi mãi là chúng sanh trong cõi Ta Bà này hoài, là khổ chúng, phải không? Đi đâu cũng khổ hết đó. Bởi vì thời gian là một vòng tròn, mà nó được trang trí cho vòng tròn đó bằng những hạt nước mắt đau thương. Cho nên chúng ta sống trong thời gian, chúng ta bị thời gian chi phối, rồi chúng ta thay đổi tâm tư, rồi bữa nay dày rồi ngày mai thì khác, bữa nay thì thương cô Phật tử này, ngày mai ghét chú Phật tử kia, bị thời gian chi phối hoài, thì làm sao chúng ta sống trong cái nốt nhạc thiêng liêng chơn thường vĩnh cửu đó được. Cho nên quý Phật tử đánh mất nó rất là nhiều. Quý Phật tử lắng nghe được biển hát rồi, quý Phật tử một ngày nào đó đi, trong một đêm nào đó, một đêm khuya, quý Phật tử ngồi ở trên một cái sân nhà mình, trước nhà mình có một cái ao sen bình thường, trên bầu trời hôm nay là rằm tháng giêng, ngày Tết Nguyên Tiêu. Quý Phật tử trong một đêm khuya mà chúng ta thấy được trăng đang ca, trăng đang hát kìa. Chúng ta cảm nhận được trăng là mình nữa đó, phải không? Thì như vậy thì quý Phật tử mới có thể làm cho cuộc đời này nó tươi lên, cuộc đời này nó đẹp hơn.
Chứ nếu không thì quý Phật tử không bao giờ sống trong cái âm thanh mà của Phật được.